Tính ra là quay mãi mới xong cái clip này. Thôi được rồi, mọi người giải tán đi. Như ai về nhà nấy đi, tầm này off đi ngủ đi, đi làm đi. Quanh kia ơi. Chiến thuật gì nó hay hay tiếng nhờ. Dạo này đang không có game gì chơi, không biết có game danh ta. Mấy con dài chiến thuật đấy. Con dài này không quay clip đi còn rủ nhau chơi game à? Ui giời ơi. Không biết rồi, giải trí lúc ơi. Giải trí à? Chiến thuật nhập vai à? Ui, tính ra lúc cũng đang chơi game chiến thuật nhập vai này hay dã hoa luôn. Giời ơi, thế mà không bảo. Tính ra là xem nào. Game này là game mà có tên nó là Honkai Star Rail. Game này rất là xịn sò luôn. Sớt đi, tải luôn về đi. Xong rồi để đúp gọi là chỉ mọi người chơi. Tải về đi, đúp hướng dẫn mọi người chơi. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn tựa game có tên đó là Honkai Star Rail. Honkai Star Rail là một tựa game nhập vai chiến thuật với chủ đề vũ trụ kỳ ảo do Hoyover, đơn vị phát triển của tựa game Genshin Impact nổi tiếng toàn thế giới. Tham gia vào tựa game này thì người chơi sẽ được chu du khám phá, thám hiểm ngân hà, trở thành nhà khai phá phiêu lưu đến các vì sao trong vũ trụ, đắm chìm trong những trải nghiệm tuyệt mỹ, tinh tế và cả đồ họa và âm thanh. Từ đó người chơi có được những trải nghiệm vô cùng chân thực. Từ tìm kiếm dương báu, giải đố, khám phá câu chuyện của từng NPC cho đến khám phá bí ẩn của toàn thế giới và vũ trụ, cùng với vô vàn nội dung hấp dẫn và thử thách khác. Với hơn 40 nhân vật, mỗi nhân vật không chỉ sở hữu ngoại hình, tính cách và câu chuyện riêng, mà còn sở hữu cho mình đó là một thuộc tính vận mệnh và bộ kỹ năng, chỉ số riêng biệt. Đồng thời với đó là vô vàn loại quái vật địch thủ với những đặc điểm và khả năng đặc biệt khác nhau. Yêu cầu người chơi phải có tư duy chiến thuật trong việc xây dựng nhân vật, đội hình cũng như là tìm cách khắc chế kẻ địch để giành được chiến thắng. Honkai Star Rail là một tựa game miễn phí liên thông đa nền tảng. Người chơi có thể chơi game mọi lúc mọi nơi từ mobile, PC cho đến PlayStation 5. Game hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là có full tiếng Việt các bạn ơi. Đấy, với những đặc điểm nổi bật như vậy, Honkai Star Rail đã và đang là một sản phẩm game cực hot trên toàn cầu. Dù mới ra mắt được hơn nửa năm thôi, game đã giành hơn 80 triệu lượt tải xuống trên toàn cầu rồi các bạn. Mới đây nhất thì game vừa giành được giải game mobile hay nhất tại sự kiện The Game Awards năm 2023 cực kỳ danh giá. Game mobile hay nhất năm 2023 trên Google Play và Apple Store. Đâu, mấy thanh niên nghe thế nào? Thấy xịn xòa chưa? Ui xoài ơi. Ui, hè núp giới thiệu là tất nhiên thôi, game là nó phải xịn xòa chứ. Đây, để núp vào game cho mọi người xem. Đấy, thấy không? Game như phim luôn. Nguyên cái quả đoàn tàu Astro nữa thôi. Ui, đoàn tàu đẹp thế. Này, nói như phim như là như này. Ui xoài ơi. Riêng cái đồ họa của game nha. Riêng cái đồ họa với âm thanh của game là đáng sơ cấp rồi. Đúng. Đây, để mình nếu vào game xem. Ui. Ôi xoài ôi mày. Ôi cái tầm xinh ấy. Xinh gái ấy. Không khỏi mày khen đấy mà. Như riêng ba nó xoài. Ngoài game là có cả đống nhân vật cho mọi người lựa chọn luôn. Mày xinh thế này là gì còn xinh nước không. Đấy rồi nè. Quên mất hình như là game đang có phiên bản cập nhật mới đúng không. Để mình xem thử xem nào. Ồ đúng rồi các bạn ơi. Đang có phiên bản cập nhật mới này. Mới đây thì game đã cho ra mắt phiên bản cập nhật 2.0, ví như nằm mộng giữa đêm khuya. Với phiên bản cập nhật 2.0 lần này, đó là một đợt big update cực kỳ quan trọng. Bản cập nhật thế giới đầu tiên của game từ khi ra mắt cho đến nay. Game mang đến thế giới mở mang tên Panacony, vùng đất của những giấc mơ, với những phong cảnh phong phú lạ mắt, rất là nhiều nhân vật mới và những câu chuyện thám hiểm mới cần được khám phá. Đầu tiên đó là cốt truyện mới. Trong phiên bản cập nhật 2.0 lần này, chúng ta sẽ được trải nghiệm những phần cốt truyện đầu tiên trong hành trình đến vùng đất của những lễ hội và giấc mơ Panacony. Đội tàu Astro Express được gửi lời mời đến Panacony để tham dự lễ hội do gia tộc tổ chức. Panacony là vùng đất của những lễ hội và giấc mơ. Mọi chuyện ở đây đều xảy ra ở trong cõi mộng, tức chỉ khi chìm vào giấc ngủ, chúng ta mới có thể đến với thế giới hạnh phúc tươi đẹp. Tất cả những điều tuyệt vời, tưởng tượng đều xảy ra ở nơi đây. Nơi không tuân thủ theo quy luật thực tế, như là biển quảng cáo có thể là nhảy lên như người, không còn trọng lực, đi bộ trên trần nhà, rất là nhiều điều thú vị đúng không các bạn ơi? Đúng. Thế nhưng ẩn sau những điều tuyệt vời đó lại là những nguy cơ và những điều bí ẩn. Chúng ta sẽ dần bị cuốn vào trong những điều bí ẩn này và dần dần khám phá sự thật, giải quyết những nguy cơ tiềm tàng tại Panacony. Uầy, tính ra là cái cốt truyện ở phiên bản cập nhật 2.0 lần này xịn thật các bạn ơi. Như giống như một bộ phim luôn. Tôi thấy là đọc qua mới như này thì có tướng mới lúc. Cái gì nhỉ? Tướng mới à? Tướng mới. Có tướng mới không nhỉ? Để lúc xem. Bình thường là các phiên bản cập nhật nào. Thế nào để lúc vào xem nào. Gacha các chủ nào đây rồi. Sợ quên này. Chú xem là ui rồi, ui năm sao này. Uầy, năm sao này. Ui thế. Năm sao luôn các bạn ơi. Nhân vật mới này. Uầy. Có cả vũ khí mới luôn bạn ơi. Này chính rồi bạn ơi, nón ánh sáng mới này. Quay được quá nhờ. Ngoài như cái này chắc là mình phải quay được bạn ơi. Đúng rồi, quay luôn, nó phải chơi luôn. Trước phiên bản cập nhật lần này không thể nào mà thiếu được những nhân vật mới đâu các bạn ơi. Nhân vật mới đầu tiên đó là nhân vật 5 sao, cô nàng thiên nga đen Black Swan. Nhà tiên tri đồng thời cũng là người ghi nhớ ở trong khu vườn hồi tưởng. Là một người rất thích những ký ức, quê sẵn sàng lắng nghe những hồi tưởng của những câu chuyện của mọi người. Black Swan sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và dịu dàng, nhưng lại vô cùng bí ẩn và thần bí, rất khó nhìn thấu nội tâm.
Trong game Black Swan sẽ là nhân vật hệ phòng, mang cho mình đó là vận mệnh hư vô. Phong cách sát thương cô nàng sẽ là sát thương duy trì theo thời gian, đó dựa trên các lá bài vận mệnh Arcana. Đặc biệt ở chỗ, sát thương duy trì đến từ các lá bài vận mệnh này có thể cộng dồn, từ đó gây sát thương theo thời gian đót cực lớn cho kẻ địch. Cô nàng hứa hẹn sẽ là một nhân tố cực kỳ quan trọng, cũng như là một nhân vật có thể gây ra sát thương cực kỳ lớn ở trong đội hình đót hoặc là các dạng đội hình khác. Banner của Black Swan sẽ được ra mắt người chơi từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2. Cùng với đó là sự quay trở lại của anh chàng đen hèn, năm sao ở Nguyệt Quân rất được yêu thích. Nhân vật năm sao tiếp theo đó là cô nàng Sparkle, một thành viên của hội kẻ ngốc đeo mặt nạ, luôn tìm kiếm sự vui vẻ. Sparkle mang trong mình đó là thuộc tính lượng tử, cùng với vận mệnh hòa hợp. Cô nàng sở hữu lối chơi có thể nói khiến người chơi chúng ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Khi cô nàng ở trong trận thì số điểm chiến kỹ tối đa của toàn đội sẽ tăng lên. Ngoài ra Sparkle khi sử dụng tuyệt kỹ sẽ hồi lại chiến kỹ cho cả đội, đồng thời gia tăng sát thương gây ra khi đồng đội sử dụng chiến kỹ lên kẻ địch. Ngoài ra cô nàng cung cấp khả năng búp lượt cho đồng đội. Thật sự là nhân vật rất đáng để roll đúng không nào? Sparkle sẽ xuất hiện ở trong đợt banner thứ 2 từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 27 tháng 3. Cùng với sự trở lại đó là đại tướng Jingwon. Nhân vật cuối cùng đó là một nhân vật mới 4 sao, là một cậu bé có tên đó là Misa, là một nhân viên dễ mến của khách sạn. Cậu bé có nhiệm vụ đó là giúp cho khách mời về vấn đề sắp xếp hành lý, là một người hứng thú và tò mò với những gì bên ngoài vũ trụ. Misa rất muốn sau này có thể bước ra ngoài, biết được nhiều thứ ngoài Penacony. Trong game Misa là một nhân vật hệ băng với vận mệnh hủy diệt. Cậu bé sở hữu khả năng có thể gây rất là nhiều sát thương dựa trên chiến kỹ mà đồng đội đã sử dụng, càng nhiều thì sát thương gây ra càng lớn. Thấy chưa, tính ra nhân vật này rất là xịn sò các bạn ơi. Black Swan hoài được nha, để núp gọi là đi gacha đi, xem nhân phẩm ngày hôm nay. Thử một cái trước nào. Đấy, cho ngồi thử một cái ăn luôn này. Riêng cái hệ thống đã gacha nhìn luôn nè, như thế này. Riêng cái hệ thống gacha nó nhìn nó chất lượng rồi. Đâu con gì kìa. Đâu ai cái này là đây rồi, ánh sáng đây, nó ánh sáng 3 sao đây. Còn được rồi, để núp mở 10 cái cho nhanh nhá. Đây, mình có thể skip qua các bạn. Đây, không có gì phải vội cả. Ui dồi ôi, có vẻ rồi ơi, nhân vật 4 sao này. Có một nhân vật 4 sao này. Ui dồi ôi. Tin đâu mà. Cũng bình thường không. Núp muốn là 5 sao cơ, 4 sao là cái gì? Thế thì lại gacha tiếp đi. Đây, đấy, tiếp tục này. Đấy, bạn thấy không, mấy cái nón ánh sáng này thì nó quá bình thường. Mình nghĩ chắc phải tầm 30 lần. Không, 30 lần nào đi lần này được chắc chắn này. À, chứ không có tin à. Tàu. Ui, toàn lại là hồ rồi. Toàn cái gì không à. Ui, sao nó đen thế? Hay là hôm nay rủ mấy con rời này vào. Mấy con rời vào đây mà áo khỏe tôi đấy. Thôi được rồi. Vận may rồi. Ai, núp vật thử vận may cho mà xem. Thằng mẹ ơi. Ui, vẫn được à. Vẫn được sao. À, như mới đâu ra. Không, đây là nhân vật khác mà. Như đây là nhân vật cũ ở rồi. Trong game này là rất là nhiều nhân vật, toàn sinh gái giống nhau thôi, đâm ra mấy liên tưởng nhầm nhân vật như đấy đấy. Khổ quá đấy. Đây, tự nhà vẫn nhân vật 4 sao lọ các bạn ơi. Một lần đi. Một lần làm cái gì, 10 lần đi. Rồi ôi. Lại mới kìa. Misa đây cũng là nhân vật mới này. Đây cũng là nhân vật mới. 4 sao mới. Nhưng mà nói chung là Misa là nhân vật 4 sao mới. Không thích lắm, mình thích 5 sao cơ. Mà Misa. Misa tạm thời để đấy. Bạn này tôi thích Black Swan mà Misa cũng được. Hết mới rồi. Nào, bây giờ là mới nữa này. Đâu mới nữa đâu. Thế nào? Sai. Trời ơi, quá rồi. Quá. Không, vẫn còn 100 lượt mở gacha mà, yên tâm đấy. Cái 100 lượt lại không ra. Chắc chắn rồi. Ui. Ui. Toàn mấy nhân vật 4 sao đó bạn ơi. Như tôi đen đấy nhở. À, như yên tâm đi. Này lần thứ 70 rồi. Trời ơi, nói ánh sáng à. 70 cái gì mà như lần này sẽ ra. À, 80 rồi. Đấy rồi. Trời ơi. Thấy chưa? Đã bảo rồi, người ta bảo rồi, có công mày sắt là có cày lên cái xe beng. Ui trời ơi. Ơ nhầm, không phải nhân vật này. Đấy. Thấy chưa? Hoài thiên nga đấy. Black Swan đấy, sỏi 5 sao luôn như. Và như để núp à, trời ơi, được rồi. Núp vẫn còn dư 80 cái thẻ. Thế để rồi núp sẽ gọi là quay cái nói ánh sáng. Nói chung là nếu mấy thanh niên không biết thì nói ánh sáng là kiểu giống kiểu vũ khí chân phái. Đấy. Ai, chúng ta sẽ quay này. Được luôn đây này. Nhân vật xong rồi mua vũ khí à. Ui dài, đúng rồi. Ui dài ôi. Đi này 4 sao. Bạn múa. Ok, dậy mà múa đi. Múa tên kia. Ừ, dậy mà múa đi. Không sao. Yên tâm đây. Cứu đi chả được. Ui dài ôi. Thôi được rồi. Lần nữa. Ui dồi, cũng được vẫn không ra. Chắc có lẽ bạn. Lần nữa. Cái nói sáng nó khoai phết nhở. Đây này ra này. Ui xa luôn bạn ơi. Chưa, mới là 4 sao. Đây là nó ánh sáng có tên là hun đúc ký ức thời gian. À, như nghe nó có vẻ hơi dài nhưng mà thật sự là liên quan thời gian. Ừ đúng rồi.
Tôi sẽ đi. Rồi xong. Hết tiền luôn. Còn lần cuối à. Đấy rồi. Cái gì chứ? Đồ ánh sáng như thế này. Ờ không phải cái kia. Nhân vật đấy rồi. Ê như. Ui giời ơi. Nhưng mà cũng là 5 sao. Ờ 5 sao thôi được rồi. Cũng được. 5 sao cũng được bạn ơi. Ê như. Đây là ai phải gọi là hun đúc ký ức thời gian thì mới phải bạn ơi. Ui khỏi nhờ. Thôi được rồi. Hết tiền rồi. Ê như. Nào. Ui mình có nên mua. Mình đang vẫn còn 6 vé này. Lúc nên đổi thêm ấy không nhỉ? Đổi 4 vé nữa. Đổi thêm gọi là 4 vé nữa nhá. Đây này 4 vé nữa, 4 vé nữa. Lần cuối lần cuối. Đây này ok nào. Đây 1 2 3 4. Ôi trời đổi cũng được 9 vé thôi được rồi, đổi hết 9 đi. Mà nếu đổi hết 9 đi. Tầm này là như nào. 10 lần cuối này. Ra luôn. Được này. Ra. Rồi. Ôi giời ơi. Bây giờ bằng số lẻ sẽ ra đấy. Ừ, bước bước. Đây 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 ok. Số lẻ. Ui giời đổ nát cái gì thế này thôi. Cái cuối sẽ ra này. À như riêng cái game này là tôi khoái nhất cái bộ môn gacha đấy. Mấy thanh niên lần vào đây mà gacha đấy. Ui giời ơi. Ui giời. Lần cuối cùng. Đúng bơ la. Không có rồi. Ui giời ơi, 4 sao, 4 sao không? Cái không mới này, cái mới này. Ừ nhưng mà không phải. Này tính ra. Con kia. Không đấy nhờ. Thôi được rồi. Để núp ấy đi. Đây 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 không sao. Bây giờ núp sẽ nâng cấp. Đây nhân vật mới, đội hình mới đây. Nói chung là núp đã gọi là đâu nhỉ? Nhân vật đội hình của núp đây đấy. Đấy xoay. Đấy đội hình bình thường núp hay dùng ai thôi đó. Núp 50 level luôn. Đây núp sẽ đổi ấy đi. Đổi cái nhân vật này đi. Ui xoài ơi. Tính ra đấy. Khoài bà lấy sẽ quên được bảo đội đấy. Nếu xoài đẹp gái. Kiểu giống phù thủy đắc bắt. Như nguyên một team con gái luôn. Như đây để núp nâng cấp lên nha. Đấy thì game này thì đây chúng ta có thể nâng cấp bằng ở đây. Đấy, tự động ui. Này, tự động nâng cấp lên. Ôi trời ơi. Qua lên núp sẽ nâng cấp max lên level 50. Luôn. Đấy. Đây, núp sẽ trang bị cái đây này, núp đã gọi là nói chung là mình đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ ngày đấy chúc ngủ ngon nhá. Như thôi được cứ trang bị. Chiến đấu với chúc ngủ ngon này. Chúc ngủ ngon thôi tầm này là như đấy, tính ra cũng chả còn cái trang bị nào nữa đâu bạn ơi. Chứ còn mấy cái khác thôi được rồi. Mình trang bị tạm đi các bạn. Nói chung là tạm thôi các bạn, nó không có cái vũ khí chân phái ở đây. Còn dị vật đây. Chúng ta sẽ gọi là trang bị mấy này dị vật. Ui, đây ok. Nhưng 5 sao nốt kìa. Ừ mấy cái này nó mấy cái liều tiêu ấy mà thích rồi. Nhưng mà nắp rồi, nhưng mà nắp rồi. Ok, nắp rồi. Đây 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 mấy nhân vật này đây. Ngoài giám ba này. Mình cứ trang bị tạm vào bởi vì là thực ra là cái này nó phải gọi là chúng ta phải cày cuốc phải. Đấy, em bị vô bạn ơi. Trời ơi mấy cái này. Đó, thằng mặc đi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi ok, méo mó con không. Tầm này tinh hồn quên mất là phải quay được 2 lần cơ. Xoài, em xinh gái. Công nhận nhân vật trong này xinh thật. Xinh chứ, thế như rồi. Để núp sau khi nâng cấp xong rồi. Đấy, xoài ơi. Thao trận đi. Ơi. Đây đây đây, nó cũng xoài. Ôi thấy chưa? Ôi ơi, đá. Xoài, chân dài đi nách luôn đấy chứ. Xoài. Ui, thẻ bài này thấy không? Úi xoài ơi. Được rồi, được rồi, được rồi. Đấy. À đây, để núp gọi là đi. Đây chiến đấu với con bot nhá. Đấy, để núp chiến đấu với con bot cho mấy thanh niên xem. Ấy nhầm kích nhầm các bạn này. Đây. Mình sẽ đánh con quả thần bất tử đi. Quả thần bất tử đi. Quả thần bất tử. Này chứ. À, ui giời, quả thần bất tử này, khiêu chiến này. Khiêu chiến. Chắc chắn rồi, người mang Black Swan vào để khiêu chiến rồi. Đấy. Nói chung là cái tựa game này thì nếu mà mấy thanh niên gọi là nói chung là tư duy chiến thuật mà không có nhá, không có tư duy chiến thuật YouTube chẳng hạn thì mọi người có thể chọn auto. Đấy, các bạn thấy không? Rồi ok, sao nào đón đánh như bot nhìn con đẹp nữa thì. Đây để auto đây, để auto đây. Đấy, nhìn này, xoài. Bot nhìn con xinh gái. Ôi ơi. Đây, úi xoài ơi. Yên tâm này. Đấy. Bình thường là mấy gọi là nhân vật của núp này là sẽ gọi là gây sát thương luôn đúng không? Nhưng mà riêng Black Swan là sẽ có một cái kiểu sát thương khác hoàn toàn luôn. Đấy. Nhìn đi nhá, cái bài này. Đấy, thấy không? Đấy, mẹ tăng đi các thứ này. Tí nữa nó sẽ có sát thương gọi là theo thời gian ấy. Đấy, rất là khó chịu luôn mà nó mạnh lắm, thấy bảo mạnh lắm không biết phải không? Rồi 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 như. Rồi ok các bạn ơi. Đây là game gọi là tư duy chiến thuật đấy. Nhập vai luôn đấy. Rồi các bạn đàn gãy tay voi này. À quên mất đàn gãy tay gọi là tay à? Thần. Ôi mẹ bốt cũng xinh. Đấy đâu bốt cũng xinh thôi. Giới thiệu cho tích rồi. Đúng rồi, bây giờ phải tích nộ này, tích nộ này. Đấy, rồi ui. Đấy, nó tua nhanh lên. Mẹ như tua nhanh lên. Rồi. Tích hai đi. Rồi. Ôi đây đây đây. Đi này. Ui giời. Thôi nó kêu nó bá cháy đây. Thế chứ. Tiếp đây cái đẹp này. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy chiêu của. Từ từ, Black Swan mày từ từ mày nó đang hồi nộ đây. Đứng đắt tiền thì nộ nó phải tích lâu đúng không? Đúng rồi. Căn bản là lúc chưa cho ra trận nên đâm ra nó cũng xoài. Ôi.
Ui, nó sắp đi luôn rồi. Ê, nó chết giữa rồi, chưa kịp. Chưa kịp thấy cho mọi người. Chắc là kịp. Ui trời, chết luôn các bạn ơi, yếu quá. Này, nó đang mình quá yếu. Đấy, thấy không? Mạnh chưa? Ui, giống phim chưa? Ui giời ơi. Ui. Ui. Như rồi, thực ra nó đang ở dạng 2 đấy. Này, nó đang ở dạng 2 đấy. Đấy, yên tâm đây. Úi giời, đây rồi. Thấy rồi, ui. Ui, đang đấy. Thôi. Nói chung là mọi người chơi game này thì lúc nghĩ rằng là giống kiểu xem một bộ phim mà nó nhập vai mà như chứ không phải là game nữa rồi. Ui. Quá đẹp rồi. Thấy không? Đấy, trên này, trên này. Quá đẹp luôn. Chỉ vì đã thắng đội hình của lúc mạnh như thế này thua làm sao được các bạn ơi. Không thua được, tuy rằng là trang bị nó hơi cùi mà mình chưa setup được. Nhìn này, con kia nó có dấu tích bí ẩn gì kìa. Rồi. Con Black Swan này. Đấy. Đúng rồi, bởi vì là cái này nó sẽ không lấy sát thương gọi là theo kiểu các nhân vật khác, mà đây sát thương theo kiểu đấy các bạn ơi. Đấy, sát thương độc ấy. Đấy, đại khái các bạn hiểu là sát thương độc là được. Ôi giời ơi. Đấy, yên tâm đây. Con bốt quả thần bí gọi là quả thần bất tử này nó có gọi là ấy cơ. Đi luôn. Chưa, bình tĩnh. Lại còn dạng 3 nữa. Giai đoạn cuối này. Hay ôi. Xinh thế. Ui, lên nửa người luôn rồi. Này, đúng rồi, vừa nãy nó đang giai đoạn ngủ, đây là giai đoạn thức tỉnh. Yên tâm đây, ui xoài. Đi làm gì mà làm sao. Chưa giờ vẫn còn nhiều máu lắm, nhân vật mình vẫn còn nhiều máu lắm các bạn ơi. Thoải mái đi. Ui xoài ơi, búp giáp biết các thứ búp lên. Đấy, nói chung là game chiến thuật mà. Nên đâm ra là mọi người cũng phải sắp xếp đội hình cho nó sang xịn lị một tí nhá. Ui. Đấy, xoài nhìn đây. Ui xoài ơi. Bóp này. Ui. Thật các bạn ơi, đấy, nhân vật mình còn chưa được có cái vũ khí chấn phái thôi mà nó đã mạnh như thế rồi bạn ơi. Nó đã mạnh như thế rồi. Đấy, nó rồi. Ôi, búp lên bạn ơi, búp lên, búp lên. Búp lên, đấy, nút đang cho búp máu lên rồi. Yên tâm này không lo bị ngỏ bù tói đâu, đấy, nó thua, nó quê lắm. Không thể nào mà thua được tầm 3 con bốt lò này bạn ơi. Rồi, đấy, tích tụ điểm này, rồi hồi máu lên bạn ơi. Rồi, còn 64% nữa rồi là chúng ta tiêu diệt được con bốt này rồi. Rồi, năm ba. Này. Nó có độc đốt đi kìa. Đúng rồi, độc đốt đấy. Như sát thương như rất là khó chịu luôn bạn ơi. Bung nổ với chúng tôi à. Này. Kỹ năng sử dụng liên tục luôn bạn ơi. Ui, bóp bạo kích luôn kìa. Thứ mạnh lắm. Rồi, ok. Kết thúc rồi bạn ơi. Ui, 19% nữa rồi. Ui giời ơi. Rồi, hấp hối kìa. Hấp hối chứ. Chẳng thương rồi. Kết thúc rồi các bạn ơi. Nào. Xử lý đấy, kết thúc ngay cái ngủ say này. Ui giời đấy, nói chung là quá khi đánh bốt là chúng ta sẽ được những cái trang bị này đấy. Rồi ok các bạn, tầm bài con bốt này mà lúc xử lý quá đơn giản luôn bạn ơi. À đấy mà như tính ra là có nhân vật mới thì chắc chắn phải có những cái sự kiện mới. Lúc xem là có sự kiện gì xịn sò nè. Không như vậy, ở trong phiên bản cập nhật 2.0 lần này có rất là nhiều hoạt động, sự kiện, phần thưởng đang chờ đón người chơi. Sự kiện chính ở trong phiên bản 2.0 lần này đó là sự kiện vượt ngục. Trong sự kiện này thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là giải cứu người bạn bị giam giữ và vượt ngục. Trải qua nhiều câu đố có vẻ sẽ là khá là học búa, như là đi bộ trên tường, vượt mê cung luôn biến hình xoay chuyển. Khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ sự kiện, người chơi có thể chọn một trong những 4 nhân vật rất là xịn sò các bạn ơi. Thêm nữa đó là rất là nhiều hoạt động sự kiện khác như sự kiện khám phá, sự kiện chiến đấu, sự kiện nấu ăn. Đặc biệt hơn đó là phiên bản 2.0 ra mắt, người chơi có thể hoàn toàn nhận được 20 vé roll khi đăng nhập vào game, thay vì đó là 10 vé như bình thường. Ấy còn nữa rằng là các bạn nếu ở Hà Nội ấy, thì từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 hãy đến Vincom Center Bà Triệu để tham gia hoạt động offline rất là thú vị và có rất rất là nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn ở đó nữa. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là mình đã giới thiệu cho mấy thanh niên ở Noob Team. Đấy nên nói chung cái tựa game Honkai Star Rail này như thế nào, xịn sò ra sao rồi. Và nhân vật mới ở trong phiên bản cập nhật lần này nó quá là được các bạn ơi. Nếu mà mấy thanh niên gọi là muốn sở hữu thì nhanh chóng khẩn trương lên nhá. Như nó xịn sò như luôn rồi. Tải nhanh lên khẩn trương và đi gacha đi. Đấy, đấy. Còn nữa đó là ngoài ra nhá, Noob sẽ tặng cho mọi người đó là cái code các bạn ơi. Đấy, mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả, phần comment. Đấy, các bạn nào có chơi cái tựa game này hay mấy thanh niên có chơi nhá, tải về chơi nhá, nhập cái code đấy đảm bảo được những cái phần quà rất là xịn sò. Đấy, thì gọi là bạn nào yêu thích thì nhớ tải về nhá. Link tải game mình để phía dưới phần mô tả, phần comment. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.